lo giảm giá nè các bạn ơi, tại điện máy xanh nghe, tôi đa tâm đó, đây một số mẫu nè, anh em xem nha, kêu hỗ trợ cả góp không lãi hết luôn. Xa đẹp đẹp không nè chứ bộ à. Cái này nghe rất là chất luôn nè. Đó. Đang cái chương trình cho có không lãi giảm giá tùm lum tà le cho nè. Cái này là, nghe là rất là phê. Đây một số mặt hàng nó đang giảm giá như lò vi sóng, bình đun, bếp ga, nồi cơm, bàn ổi, nồi cơm điện tử, bếp nướng. Ở đây nè, sạc dự phòng nè, rất là nhiều. Dịp Tết này giảm quá chí luôn. Quay cho anh em xem. Thì nếu mà có nhu cầu thì anh em có thể đợi đến mấy cái điện máy xanh mà gần chỗ anh em ở á, thì mình săn mấy cái hàng như là hàng trưng bày nè, nó giảm cực kỳ giảm luôn, giảm 50% luôn. Cái hàng trưng bày nè, hàng trưng bày hàng đã sử dụng rồi nè. Này là mấy hàng trưng bày mẫu rồi nè, giảm ghê gớm. Có nó mua hiểm giảm giá luôn, chảo cũng giảm luôn, máy xay tố, nói chung rất là nhiều sản phẩm giảm tại điện máy xanh. Rồi xin cảm ơn anh em ha. Thì sắp tới Quyền sẽ cập nhật thêm nhiều những cái sản phẩm mà giảm giá như điện thoại rồi đó. Bên đây còn cái máy lọc nước, máy lọc nước cũng giảm giá luôn anh em, 6 triệu mấy nha. Đây mình được giảm 800 mấy. Con này 6 triệu mấy đó. 6 triệu 8. Có là nhiều dòng sản phẩm giảm giá được bài bán ở bên tại điện máy xanh, điều hỗ trợ cho gấp không lãi. À.